Cậu có nhìn thấy tớ bị dây rách ra khỏi tàu không? Rồi, mình đã ổn định. Các bạn đã vào lớp hết chưa? Đây có 13 bạn tổng cộng rồi thầy ơi. Mình sẽ chắc là con bạn là vào muộn sau một chút. Thầy Kiên xin chào các bạn của lớp 5 5A. Xin chào quý phụ huynh, các bạn học sinh và các bạn đang theo dõi livestream trên TikTok, Facebook và YouTube các kênh Toán Thầy Kiên ở trên ba kênh này. Thế hôm nay thầy Kiên mời các bạn học sinh lớp 5 ở trên cả nước tham gia học cùng với lớp 5A nội dung về một trong những nội dung khá là thú vị, khá là hay và một trong những nội dung mà có thể nói là thầy Kiên rất là tâm đắc và muốn là nhiều bạn, càng nhiều bạn học sinh biết đến thì càng tốt. Đấy là các kỹ thuật để tính thuận tiện phép nhân phân số thập phân. Thế thì ở trường ở lớp ấy, thì các con đang lớp 5 thì có nhiều bạn đang học, có nhiều bạn đã học và cũng thậm chí có những bạn thì chưa học về phép nhân số thập phân. Đấy. Tuy nhiên là thầy Kiên sẽ trang bị cho các con những cái kỹ thuật đấy để mà mình có thể tiếp cận với các cái phép nhân số thập phân. Thế thì trong các cái buổi trước thì thầy đã trang bị cho các bạn của lớp 5 ấy, lớp 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 5A là các kỹ thuật tức là phép nhân rồi, phép nhân thông thường rồi, ta gọi là các quy tắc để nhân thông thường. À, chia chứ hả? Đúng không? Các quy tắc để chia thông thường. Đấy, và hôm nay thì mình sẽ chuyển qua một sang một cái bài về tính thuận tiện các phép chia. À, các bạn chờ thầy một chút để thầy lấy cái tài liệu. Thầy để cái tài liệu của thầy đâu mất rồi?
À, các bạn chờ thêm chút nhé. Em thưa thầy, em vừa tìm thử ở trên YouTube, em thấy thầy đang livestream ạ. À. Như thầy đã nói rồi là cái nội dung hôm nay là một trong những cái nội dung mà khá là thú vị, và nó cũng là những cái nội dung mở rộng thôi. Thực ra thì các con cũng có thể học ở trường nhiều thứ đấy, thế nhưng mà thầy muốn trang bị thêm cho các con một số kỹ năng tư duy để mà mình tính thuận tiện. Vấn đề là cái thầy để ở đâu nhỉ? Ở trường những bạn nào à, được chưa? Thầy xin lỗi các con vì cái tài liệu của thầy nó bị lộn sang một thư mục khác thì tìm mãi không thấy. Nội dung về tính thuận tiện phép chia số thập phân là một trong những nội dung có thể nói là khá thú vị, và nó cũng mang lại cho chúng ta, thứ nhất là cảm hứng để học, thứ hai ấy, là nó đem lại cho mình ấy, là cái thuận tiện hơn trong việc tính toán. Không phải bao giờ mình cũng đi thực hiện chia theo quy tắc. Ví dụ như là chia theo quy tắc là gì? Là đặc tính. Đấy, chúng ta gọi là đặc tính. Không phải bao giờ cũng thế, đúng không? Bởi vì không phải bao giờ cũng nhanh và không phải bao giờ cũng thuận tiện. Đấy, thì chúng ta cần có những cái tư duy, có những cái trường hợp mà mình áp dụng các phương pháp tính thuận tiện. Thì đấy chính là cái nội dung mà mình hôm nay thầy muốn trang bị cho các bạn. Đấy, và rất mong là cái nội dung này nó cũng vừa là cung cấp cho con các phương pháp tư duy đối với số đối với cái việc tính toán với số thập phân, mà hỗ trợ cho con trong việc học ở trường bây giờ, mà có thể nó còn cung cấp thêm cho các con những cái gợi ý để các con có thể mở rộng, các con có thể tư duy thêm, các con có thể vận dụng đấy, và vào các cái phép tính khác đấy, trong việc học ở những cái nội dung khác nữa. Thế thì bài hôm nay thầy sẽ viết cái tiêu đề. Bài 29 hả các con? Đúng không? Bài số 29 là tính thuận tiện, tính thuận tiện phép chia số thập phân, tính thuận tiện phép chia số thập phân. Số
có thập phần phải viết tắt thì rồi à, trong buổi trước ấy thì thầy nói lại một chút là trong buổi trước thầy đã hướng dẫn các con các quy tắc để thực hiện phép chia số thập phân. Các quy tắc bao gồm là chia số thập phân, chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà kết quả là số thập phân này. Rồi chia số tự nhiên cho số thập phân, chia số thập phân cho số tự nhiên, rồi chia số thập phân cho số thập phân. Đấy là các cái quy tắc, ta gọi là các quy tắc, tức là những cái quy tắc mà mình đặt tính theo cách thông thường để áp dụng với tất cả các phép tính. Thế còn không phải bao giờ chúng ta Nghe cũng bạn Xuân Trường tắt tích đi con. Không phải bao giờ chúng ta cũng đặt tính, và việc đặt tính không phải bao giờ cũng thuận tiện. Đôi khi nó có những cái phép tính mà mình đặt tính nó sẽ lâu. Đấy, và vì thế cho nên mỗi khi mà thực hiện một phép tính thì có một lời khuyên, đấy là các con hãy quan sát đặc điểm của các con số. Ví dụ trong phép chia thì ta quan sát đặc điểm của số chia, số bị chia, ta xem có đặc điểm gì không, đúng không? Và dựa trên đặc điểm của từng con số thì chúng ta sẽ đi biến đổi một chút, đấy, thay đổi một chút để làm sao cái việc chia của ta nó thuận lợi, đúng không nào? Thế thì đấy chính là cái mục đích mà hôm nay thầy thầy giúp giúp các con làm như thế. Thế thì cái kỹ thuật hôm nay ấy, nó có một số kỹ thuật, có một số kỹ thuật. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi tập trung vào một cái kỹ thuật thôi. Đấy là chúng ta đi, ta gọi là kỹ thuật này là thay thay cái phép chia, thay phép chia, thay phép chia bằng phép nhân, bằng phép nhân, ta gọi nôm na là như thế. Đấy. Nôm na là thay phép chia bằng phép nhân. Còn nhiều cái kỹ thuật khác nữa. Thế bây giờ thầy vừa nói đến cái từ là thay phép chia đấy, bằng phép nhân, điều đó có nghĩa là mình thực hiện phép chia nhưng mà mình lại không chia mà mình lại nhân đấy. Thì đôi khi trong nhiều trường hợp cái việc này nó cho chúng ta những cái phương pháp thuận lợi hơn để mà tính. Thầy lấy một cái ví dụ để các con hình dung như thế này. Chẳng hạn như là thầy có một cái phép chia 1,3 chia cho 0,25. Đây là một phép chia mà nếu các bạn đặt tính thông thường cũng được. Đấy. Đặt tính thông thường cũng được. Thế nhưng mà nó có những cái phương pháp nào khác để giúp ta tính nhanh được hay không? Ta thử quan sát xem các số bị chia và số chia nó có đặc điểm gì. Đặc biệt là số chia nào, đặc điểm gì và có cách nào để giúp ta tính nhanh thuận tiện hơn phép chia này hay không. Các con hãy quan sát một chút và cho thầy biết nào. Bạn Lê Kim Ngân, Ok, phép chia trên ta có gì? Nhân với 4 luôn ạ. Tại vì tại sao con lại có cái số 4 ở đâu ra? 0,25 bằng 1 phần 4 và 1,3 chia cho 1 phần 4 sẽ bằng 1,3 nhân với 4 phần 1 ạ. À, như vậy bạn Kim Ngân phát hiện ra là cái số chia 0,25 của ta, 0,25 của ta nó là một trong những con số rất là đặc biệt, rất đặc biệt. Thế thì để biết là đặc biệt như thế nào thì tất nhiên là nếu như như bạn Kim Ngân có thể nhớ ngay là nó bằng 1/4, đúng không? Còn nếu không nhớ thì chúng ta có thể biến đổi nó một chút để ta nhớ. Thế ta biết là một số thập phân nó đều có thể được viết dưới dạng một phân số thập phân, đúng không? Một số thập phân đều có thể được viết dưới dạng phân số thập phân. 0,25 chính là bằng 25
phần 100. Đấy. Như vậy ta có phép tính của ta ấy, nó trở thành là 1,3 chia cho 25 phần 100. Và sau khi rút gọn chia cả tử và mẫu cho 25 thì các con sẽ được là 1 phần 4. Như vậy phép tính sẽ trở thành đơn giản hơn là 1,3 mà nhân với chia ra 1 phần 4 tức là bằng 1 phần 3 nhân với 4 phần 1 hay là nhân với 4. Đấy. 1,3 nhân với 4. Đấy và các con có thể tính cực kỳ nhanh. Đúng không? 13 nhân 4 bằng 52 trên dấu phẩy sẽ được 5,2. Thế thì rõ ràng ở cái phép chia này mình không chia một tí nào cả. Đấy, thầy có chia đâu. Thực hiện chia nhưng mà thầy biến nó thành phép nhân. Tất nhiên không phải bao giờ cũng làm được điều này. Nhưng mà nếu như nó có những đặc điểm, ví dụ bạn Kim Ngân vừa phát hiện ra cái số chia 0,25 thì chúng ta có thể biến đổi nó thành phép nhân với 4. Thế thì sau này nhé, nếu mà làm quen dần đi thì các bạn sẽ có ở trong đầu những kỹ năng giống như là bạn Lê Kim Ngân vừa mới có. Cứ mỗi khi chia cho 0,25 thì ta làm thế nào? Ta làm thế nào? Ta chia à? Hay ta làm thế Ta nhắn nào? cho bố, ta nhắn cho Đúng rồi, chính xác. Cứ mỗi khi chia cho 0,25 thì bạn ấy lấy luôn 1,3 nhân với 4. Đấy. Rất là nhanh. Thế nhưng mà điều này nó chỉ mình cần phải làm đi làm lại nhiều bài nhé. Thì để mới thành thạo, để phát hiện ra là khi nào thì nhân với số nào. Đấy. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì chúng ta mới có được cái điều này. Thì ví dụ này cho chúng ta thấy là cái việc thay một cái phép chia bằng phép nhân nó thuận tiện hơn. Thế còn hôm nay thì tất nhiên là thầy sẽ không cung cấp luôn cho các con là cần phải nhân với số nào. Đấy. Nhưng mà các con phải tự tìm ra cho mình những cái quy tắc. Thế thì cái quy tắc muốn tìm ra quy tắc là muốn biến một thay một cái phép chia thành một cái phép nhân thì chỉ có một quy tắc duy nhất thôi. Đấy là viết số chia thập phân nó thành phân số thập phân. Đúng không? Rồi biến đổi phân số thập phân này chia cho một phân số thành phép nhân với phân số nghịch đảo. Đấy. Rồi dần dần chúng ta sẽ có một cái quỹ các con số thuận lợi. Và từ đó cứ nhìn đến những cái phép chia cho các con số thuận lợi, chúng ta sẽ biết cách để nhân, để thay nó bằng phép nhân và thuận tiện hơn. Đấy là cái thầy lấy một cái ví dụ nữa để mình có thể hình dung rõ hơn nữa. Đấy, ví dụ 2. Ví dụ 2. Thì có một cái ví dụ này chẳng hạn như là 0,069 chia cho 0,46. 0,069 chia cho 0,46. Là ví dụ 1. Ví dụ 2. Thế trước cái phép chia này ấy, thì mình thấy nó ngại, ngại lắm. Thầy cũng ngại luôn. Bây giờ mình mà chia lấy 69 chia cho 46. Đấy, tự nhiên ngại. Nhưng mà quy tắc nhé là mình đừng có ngại. Thế nhưng mà nếu như mà mình thử xem, có thời gian mình thử xem là liệu nó có những cái đặc điểm gì. Thế thì ta thử xem là có cái cách nào để mà tính nhanh được hơn hay không mà không phải chia. Thì ta có thể viết nó dưới dạng là phân số thập phân. Đấy, viết các cái số bị chia và số chia dưới dạng phân số thập phân bằng 0,069 chính là 69 phần 1.000 rồi chia cho 46 phần trăm. Và ta sẽ viết nó thành phép nhân với phân số nghịch đảo bằng 69 phần 1.000 rồi nhân với 100 phần 46. Bây giờ ta thử rút gọn nhé. Khi mà thực hiện phép nhân các phân số thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ cách rút gọn. 100 với 46 chúng ta có thể chia cả tử và mẫu cho 2 ta được 50. Ở dưới mẫu 46 chia 2 bằng 23. Và các con rất dễ dàng nhìn thấy 69 nó chính là bằng 3 lần của 23. Đúng không? Đấy. Hay là ta lấy 69 chia cho 23 thì mình được 3. 3.
Như vậy ta vừa thực hiện các phép thắt rút gọn thôi ở nhân thông thường, và ta được 3 nhân với 50 là 150. 150. Nhưng mà chia cho 1.000 thì ta được là 1,5 à, 150 thầy xin lỗi, là 0,15. Ta được 0,15 chính là cái kết quả. Đấy, các bạn hình dung được chưa? Thế thì ta vừa thực hiện một cái phép chia, nhưng mà nếu viết nó dưới dạng phân số thập phân, ta nhanh chóng biến nó thành một cái phép nhân hai phân số thập phân và rút gọn thôi, không cần thực hiện phép chia hai số này cho nhau nữa. Đấy. À, đối với cái phép chia này thì thực ra để thực hiện nó theo đặc tính, theo quy tắc thông thường không khó lắm, nhưng có rất 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 nhiều phép chia khác mà đặt chia nó rất là khó khăn. Đấy, thế thì mình có thể sử dụng cái phương pháp này. Như vậy ở bài ví dụ 1 thì thầy nhận ra là số chia nó rất là thân thuộc, và ta biến nó thành phép nhân với 4 thì có thể giữ nguyên số bị chia. Còn ở bài này ấy, thì để cho thuận tiện thì thầy viết luôn cả số bị chia thành phân số thập phân. Như vậy ta viết cả phân số à số bị chia và số chia thành phân số thập phân. Đấy, ta rút gọn nó rất là nhanh. Tất nhiên sau này các con không nhất thiết phải trình bày đầy đủ các cái bước như thế này, mà trong đầu chúng ta sẽ hình thành nên đấy, những cái con số, ví dụ như là sau này các con sẽ thấy sẽ hình thành nên ở trong đầu mà. Tự mình thôi, là khi mà thực hiện phép chia này các con sẽ có ngay là các con lấy 69, 69 phần nghìn, các con nhân với nghịch đảo của phân số này, nhân luôn với 100 phần 46. Đấy, và rút gọn, rút gọn, rút gọn, rút gọn, vân vân, để được được cái kết quả này. Đấy. Các bạn hình dung được chưa nào? Hình dung được chưa? Bây giờ ta sẽ làm lần lượt làm rất là nhiều cái bài thực hành. Thông qua các cái bài thực hành này để mình rèn luyện cái kỹ năng nhé. Và cố gắng là trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ cố gắng là thành thạo kỹ năng để chia thuận tiện. Nên nếu còn thời gian thì thầy sẽ dạy tiếp các cái kỹ năng khác. Thầy ơi, thầy chưa ghi lại video thầy ơi. À, thầy chưa ghi à? Thôi hôm nay chúng ta có các cái ghi livestream rồi, không cần Mà phải ghi nữa. xem. Livestream. Bây giờ ta sẽ làm bài thực hành 1. Thực hành 1, thầy sẽ yêu cầu các con tính thuận tiện các cái biểu thức sau. Tính thuận tiện. Tính thuận tiện. Câu A. Các bạn hãy làm cho thầy ví dụ như thế này. Chắc là thầy sẽ phải thay đổi một chút cho nó khó nhỉ. Các bạn sẽ làm cho thầy là 2003 à 20,0303 mà chia cho 0,5. Đấy, đây là một bài đầu tiên. Chắc là dễ. Mời các con chia cho 0,5. Hãy tìm cách để chia cho nó thuận tiện. Thầy xem comment của em đi, em comment rồi ạ. Rồi. Thầy vừa nhìn thấy vô rất là nhiều kết quả.
Cô quản lý lớp học có đã kiểm tra, à tức là, à rồi rồi rồi. Kết quả của một số bạn, thầy vừa nhìn thấy kết quả của một số bạn. À rất là tốt, bạn Lê Kim Ngân, bạn Phạm Hà Linh, bạn Quyền Cường Nguyễn, bạn Gia Bách thì sai một tí, bạn Minh Chiết đúng. À, Đỗ Thị Kim Ngân đúng, Nguyễn Trọng Thông đúng, bạn Phương Minh chưa đúng lắm, Khánh Linh đúng, Quang Thanh đúng, bạn bạn Lại Hải Nam đúng, bạn Lê Phi Yến đúng, bạn Xuân Trường đúng, Anh Châu đúng, Đông Hải đúng, bạn Đào Hải Yến đúng, bạn Gia Bách đúng. À như vậy tất cả các bạn đều đúng. Thế nhưng mà cách tính của các bạn thế nào? Bây giờ thầy hỏi một bạn. Thầy hỏi bạn là bạn Hải Nam nào, bạn Lại Hải Nam cho thầy biết nào, con đã tính như thế nào, con đã tính như thế nào cách tính này, con có thể nói sơ sơ thôi, con tính nào cho nó nhanh nào, người ra thế nào, nói đi, chia ra năm à, con thực hiện sắp chia thông thường à hay sao. Bạn Nguyễn Thị Thùy Linh đúng, Sơn Tùng, Phạm Sơn Tùng đúng. Bạn Tấn Thành chưa đúng, Cường Nguyễn chưa đúng. À, thầy hỏi bạn Phạm Sơn Tùng, bạn Phạm Sơn Tùng đã làm như thế nào để có kết quả này? Con lấy 5 phần 10 rút gọn thành 1 phần 2, 20,03 chia À, cho. chia cho. À, như vậy bạn Phạm Xuân Tùng nhìn thấy cái số 0,5 này và bạn ấy biến nó thành phân số hợp phân 5 phần 10 đúng không nào? Bằng 20,03 này chia cho 5 phần 10 và bạn ấy rút gọn cái này thành 1 phần 2. Ồ, như vậy cái phép tính của ta nó trở thành cực kỳ đơn giản là 20,03 nhân với 2 và nhân 2 thế thôi bằng 40,06. Em thưa thầy, chẳng phải là lúc nãy em làm đúng thế, thầy sao thầy không nêu tên em? Thầy đã có tên chưa? Chẳng phải lúc nãy em comment rồi mà, chẳng phải lúc nãy em comment cho thầy Thầy rồi sao xem thầy? nào, từ từ thầy xem nào. Hình như là bạn Sơn Tùng đã comment ở đâu đấy, thầy chưa nhìn thấy comment của con. Con comment cho thầy kia hay cho ai hay cho trợ giảng? Nhá, Sơn Tùng kiểm tra lại con nhá. Đấy, hình như là Vũ Sơn Tùng comment cho, à thôi chưa đâu, thầy sẽ quên À, mất là thế có thầy hai em thầy có Kiên. lại rồi. Ừ, Không phải. có hai thầy Kiên. Một thầy Có kia hai khó xin. Lớp Kiên học. tại vì là đây là một cái máy Chị rồi. để thầy ghi, thầy Kiên đây. Ê, Thầy sẽ thầy. đổi thêm một chút Em không em lại tài rồi. liệu. Đúng rồi, rất tốt. Sơn Tùng rất tốt. Ừ. Rồi, bây giờ ta tiếp. Chúng ta vừa có một cái phép tính chia ra 0,5. Thế sau này ấy, hình thành nên ở đầu chúng ta một cái rãnh, rãnh nhớ nhá. Cứ mỗi khi chia ra 0,5, các con làm gì? Làm gì? Chia cho 0,5 có nghĩa là nhân với 2 ạ. À đúng rồi. Cứ khi nào chia ra 0,5 thì ta nhân với 2. Nhớ chưa? Bạn Khánh Linh có làm được điều này không? Bây giờ thầy hỏi các bạn nhá. 1 chia Làm cho được 0,5. Nhanh 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 nhanh. 1 chia cho 0,5 bằng mình chia cho 0,5 bằng 2. A chia cho 0,5 bằng mấy? 2 chia cho 0. 1 ạ. 1 ạ. 1 ạ. 1 ạ. 1 3 ạ. 3 chia cho 0,5 bằng Sáu. Bằng Sáu. 6. Ừ, phải không? Sáu. Sáu. 6 Sáu. nhân với 2 cơ Sáu. mà, đúng không? 1 triệu chia cho 0,5 bằng mấy? Một Hai triệu mấy? triệu. À, 2. À đúng rồi, 2 triệu. Hai. Nhá.
Như vậy cứ khi nào mà chia ra 0,5 thì các con nhân với 2 thầy nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thế bây giờ nếu mà chia cho, ví dụ như thầy có B đi chẳng hạn, như phép tính là 2021 đấy, chia cho 0,25 2021 chia cho 0,25. Wow, quá dễ. Thế là dễ quá Comment rồi đấy thầy ơi, thầy xem của em đi. Em cũng vừa gặp thầy. hả? Cái gì? Comment rồi ạ. Đây thầy đang xem comment của con đây. Comment rồi ạ. À, thầy nhận thấy đây lại là một cái cơn mưa kết quả, và hình như tất cả đều đúng. Minh Chiết đúng, Lê Kim Ngân, Xuân Trường, Cường Nguyễn, Phạm Hà Linh, Quách Đại Vinh, Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Đông Hải, Phạm Sơn Tùng, Phạm Đức Minh, Đỗ Kim Ngân. À, những bạn trên là đúng nhá, còn đỗ bạn là đỗ thị kim ngân thì kiểm tra xem Đúng như thầy. như nào nhá, chưa đúng. Nào không, À, Nguyễn Thị Thùy còn Linh đúng, Đỗ Thị Kim Ngân đang bị tôi. nhầm nhọt một chút. À, Nguyễn Đông Hải đúng, Quang Thanh chưa đúng, Trọng Thông đúng, Khánh Linh chưa đúng, Lại Hải Nam chưa đúng, Yến Đào, Đào Hải Yến đúng, Nguyễn Đông Hải đúng rồi, Tấn Thành chưa đúng, Anh Châu chưa đúng. À, chúng ta thử cái này này. Nãy thầy vừa mới nói cái này xong, chia cho 0,25. Đấy, nếu ta viết 0,25 dưới thành phân số thập phân thì nó thành là 25 phần phần trăm, đúng không? Đúng chưa? Tức là bằng 20,25 này, à 20, 21 này chia cho 25 phần 100. Đấy. Mà 25 phần 100 chúng ta sẽ viết nó thành phân số thập phân là 1/4. Mà chia cho 1/4 thì ta có thể viết nó thành nhân với 4/1, hay là bằng 2021 nhân với 4. Đấy. Đến đây con dễ không? Bằng 8084. Thế thì không từ nay trở đi, cứ mỗi khi mà chia cho 0,25 nhân chúng ta làm gì cho nhanh? với Hả? bốn ạ, nhân Ăn gì với nhỉ, bốn bạn ạ. Cường Nguyễn nhỉ? Ừ. Chúng ta làm gì cho nhanh nhỉ bạn Tấn Thành? À, chúng ta nhân với 4 nhá. Nhân với 4. Đấy. Thế thì bây giờ thầy hỏi các bạn nhá. 3 chia cho 0,25 bằng mấy? 12. Ồ, đúng rồi, chính xác. 12 chia cho 0,25 bằng mấy? 48. Chính xác. Đấy, kiểu thế nhá. Thế thì mình học từng cái phép tính một, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ đúc kết nó lại trở thành một cái kinh nghiệm cá nhân, và nó ghi vào cái rãnh ở trong đầu của mình ấy. Tiếp theo, câu C, thầy có cái phép tính như sau. ba mà chia cho 0,125. Rồi, các bạn làm đi. Chú ý dấu phẩy nhá. 1,003 chia cho 0,125. Em gửi quà hết thầy. Có Thầy gửi nhận được cho kết thầy quả rồi. của khá nhiều bạn, thầy đọc những bạn đúng nhá. Bạn là Xuân Trường, chính xác. Bạn Minh Chiết, có cái gì đó nó hơi bị nhầm nhầm một tí. Bạn Nguyễn Đông Hải chưa đúng. Bạn Minh Chiết đúng rồi. Bạn Nguyễn Đông Hải lại chưa đúng. Bạn Nguyễn Đông Hải lần thứ 2 chưa đúng. Bạn Phạm Đức Minh lần thứ Phạm Đức Minh chưa đúng. Quách Đại Vinh chính xác. Lê Kim Ngân chính xác.
Nguyễn Duy Thăng chính xác, Phạm Tuấn Thành chưa đúng, Phạm Hà Linh chính xác, Thanh Quang chính xác, bạn Trọng Nghĩa chính xác, bạn Cường Nguyễn chính xác, Nguyễn Thị Thùy Linh chưa đúng, Lại Hải Nam chính xác, Phương Minh đúng, Thanh Quang gần đúng, Đỗ Thị Kim Ngân đúng, Anh Châu cũng gần đúng thôi, Vũ Sơn Tùng đúng, Khánh Linh đúng, Phạm Sơn Tùng đúng, bạn Đào Hải Yến đúng, Gia Bách chưa đúng, Nguyễn Đông Hải đúng. À, bây giờ ta đi xem nào, chia cho 0,125, các con nhìn thấy 125 có quen quen không? Có ạ. Lúc nãy có một cô giáo một cô giáo tư vấn cho thầy là chúng ta có thể ghép một số cái số nó thật là đặc biệt với nhau. Đấy là số 2 nhân với 5. 2 nhân với 5 bằng mấy nhỉ? Bằng 10. 4 nhân với 1 nhân với 25 thì bằng 100. Và 8 nhân với 125 thì bằng mấy? 1000. Thế thì 2 với 5, 4 với 25 và 8 với 125. Cô giáo ấy tư vấn là cô hay gọi đây là cặp số gì nhỉ? Cặp đôi hoàn hảo. Cô em cũng gọi như thế. Yeah. Các con hãy nhớ các cặp đôi hoàn hảo này. Đấy. Bởi vì nhất tích của nó là nó tạo thành một cái số cực kỳ đẹp. Thế thì khi đó 0,125 nếu ta viết dưới dạng là phân số thập phân, chúng ta sẽ được là bằng 1,003 và chia cho 125 phần 1000. Đấy. Và rút gọn 125 phần 1000 chúng ta được 1/8. Mà chia cho 1/8 thì nó chính là bằng nhân với 8. Ồ. Vậy hóa ra chúng ta chỉ cần thực hiện một phép nhân cực kỳ đơn giản thôi. Và nhân ta được là 8,024. Em đúng chưa thầy? 8,024 là đúng hay sai? Hả Tấn Thành? Kết quả của con đúng không? Hả? Con thử đúng rồi ạ. Thầy đã ghi kết quả ra đây rồi mà lại còn hỏi thầy xem. Đấy. Thế thì từ nay trở đi, sau này dần dần khi mà các con làm nhiều, quen, cứ mỗi khi chia cho 0,125, chúng ta làm gì? Chúng ta nhân với 8. Đúng không? Nó rất là đơn giản như vậy. Bây giờ thầy lấy ví dụ nhá. Bây giờ giả sử như là 7 chia cho 0,125 bằng mấy? 56. 56 ạ. 56 rất là nhanh. 8 chia cho 0,25 bằng mấy? 64. 32. 32. 32. Thầy vừa nói là chia cho 0,25 chứ không phải 0,125. Yeah. Rồi. Bao nhiêu? 24. Chia cho 0,25 cơ mà. 0,25 là nhân với 4. Là nhân 4 á. Chia cho 0,25 tức là nhân với 4 thôi, đúng không? Thế 432, đúng không? 9 chia cho 0,5 bằng 18. Nó bằng 18. Đúng rồi. 18. Gần đi thầy. Rồi. Còn gì nữa không? Thôi, đấy thầy cho các con ba cái phép tính. Như vậy ta nhớ cho thầy ba cái con số nhé. Ba cái phép tính đặc biệt này. Ba phép tính này là nền tảng để cho mình giải quyết rất rất là nhiều cái phép tính nhẩm tiếp theo. Đấy là bài thực hành 1. Bây giờ thực hành 2. Hôm nay thì ta chỉ học cái cách để mà ta biến ta chia thuận tiện thôi. Có phải bao giờ mình cũng chia được thuận tiện như thế không? Không. Không phải. Không phải. Không phải bao giờ cũng thế. Ví dụ 2. Thầy phải xem cái chỗ kết cấu này lại một chút. Bài thực hành 2 cũng là tính thuận tiện. Với câu A, chúng ta tính cho thầy là 1,23
mà chia cho 2,5. 1,23 chia cho 2,5. Ừ. Thầy xem nào, bạn nào có quả đúng rồi. Thầy nhận được kết quả của một số bạn sau đây là chính xác. Thứ nhất là bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, chính xác. Bạn Nghĩa, bạn Trọng Nghĩa, chính xác. Bạn Thanh Quang, chính xác. Bạn là Vũ Sơn Tùng thì gần đúng. Bạn Đào Hải Yến cũng gần đúng. Bạn Tấn Thành gần đúng. Bạn Gia Bách chưa đúng. Bạn Khánh Linh chưa đúng. Bạn Xuân Trường đúng. Quách Đại Vinh chưa đúng, bạn Minh Chiết đúng, bạn là Cường Nguyễn chưa đúng, Hà Linh và Lê Kim Ngân đều chưa đúng. À đấy, khi mà chúng ta có một cái phép tính khác đi một tí thì ta thử xem là như thế nào. Theo cái tư duy mà thầy vừa nói, cái số 0,25 thì mình biết rồi, nhưng khi số chia là 2,5 thì sao? Thế thì muốn đi mà đi tư duy một cách rõ ràng, rành mạch thì ta viết cho thầy các cái phép chia này. Cái phép chia này nó trở thành phép chia của hai phân số thập phân đi. 1,23 chúng ta có thể viết nó thành là 123 phần mấy nhỉ? Phần 100. Đấy. Thế còn 2,5 chính là bằng 25 phần 10 chia cho 25 phần 10. Thầy ơi, Và thầy ơi. sao con? Đúng như thầy. Thầy đang giảng thì làm sao thầy nhìn được. Bây giờ ta biến đổi cái phép chia này thành nhân với nghịch đảo 123 phần 100 nhân với 10 phần 25. Thế đến đây nếu như mà các con thấy, nếu như mà các bạn là thấy là cái 25 này giá như mà nó có 100 để nó chia thì đẹp. 100 mà chia cho 25 thì đẹp. Đúng không? Thế thì thầy viết thêm số 0 nữa ở trên tử. Và tức là nhân ở trên tử với 10 thì mình phải nhân dưới mẫu với 10, viết thêm số 0 vào đây. Đấy. Để thầy có được gì? 100 chia cho 25 bằng nhân với 4. Các bạn hiểu được chưa? Đấy. Đây nó chính là bằng 4. Và từ đó ta lấy 123 nhân với 4 rồi chia cho 1.000 thôi. Nó đơn giản hơn rất là nhiều. Bằng 1223 nhân 4 ta sẽ được là bằng 9. À, 8 à, 8 8 tức là 9 8 8 12 đúng không? 8 9 cái gì nhỉ? 123 nhân 4 là 48 492. Để xin lỗi. 492 ạ. 492. 492. Bây giờ ta đi viết chia ra 1.000 thì ta được là 0,4592. Đấy. Thế thì ở cái bài này, ở bài này mình cũng không dựa vào kinh nghiệm từ cái chia ra 0,25 bởi vì rất dễ dẫn đến sai cái dấu. Thế thì các con hãy viết các cái số bị chia và chia này nó thành phân số thập phân. Đấy cũng nhanh thôi, mình không lâu đâu. Đấy nhưng mà làm để mà muốn nó thuận tiện ấy, thì hãy viết thêm số 0, tức là nhân tử với 10, nhân mẫu với 10. Đấy, để chúng ta có được cái nhân với 4 cho nó thuận tiện nhá.
tránh cái việc chia cho 25. Các con hình dung được chưa? Thế nếu bạn nào mà chỉ giải ước 10 với 25 ấy, thì mình sẽ có là ở trên là 2, ở dưới là 5. Đúng không? Thì chia cho 5 nó vẫn là phức tạp. Nó vẫn là phức tạp. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể áp dụng. Đấy là thực hành 2. Bây giờ mình sẽ làm cái bài thực hành câu 2A, 2B. Em gần đúng luôn á thầy. Ừ, gần đúng. Đấy, có bạn gần đúng. Ví dụ 4,92 gần đúng. Chẳng hạn như là 20,2 mà chia cho 0,025. Thử thấy xem. Em chỉ thiếu mỗi 0 phẩy thôi. Ô, có bạn nào vừa hát cao kê vừa học đấy hả? Em không có hát kê mà ba em hát đó thầy. Bảo ba tắt đi. Con học ba hát thì tức hóa là học hát à? Rồi làm đi. 20,2 chia cho 0,025. Con học ba hát được rồi. Thế. Thầy có kết quả chính xác của những bạn sau đây. Thứ nhất là Đào Hải Yến, bạn Trọng Nghĩa, bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, bạn Khánh Linh, bạn Minh Chiết thì chưa đúng lắm. Minh Chiết kiểm tra lại một chút. Bạn Phạm Tấn Thành, chính xác. Bạn Nguyễn Đông Hải, chính xác. Bạn Nguyễn Cường chưa đúng lắm. Xuân Trường chính xác. Hãy viết nó thành phân số thập phân. Phân số thập phân bằng 20 202 phần 10 mà chia cho cái này. Đấy. Thế thì thầy nghĩ rằng là như này. Thôi thì ta hãy viết nó thành nhân với phân số nghịch đảo. 25 phần nghìn, nghịch đảo nó thành đá. Nhân với 1.000 phần 25. Ồ, như vậy ta thấy 1.000 mà chia cho 25 có chia được không? 1.000 chia cho 25 bằng mấy nhỉ? 100 chia cho 25 bằng 4. Thì 1.000 chia cho 25 bằng 40. Đấy, 40. Thế thì các bạn sẽ nhân. Đấy, sẽ... Thực ra cái này đến lúc chỗ này viết thành phân số thập phân cũng được. Mà không thì nhân luôn với cái này cũng được, không sao cả. 40 chia 10 bằng 4 nhân với 20 202 ta được là gì? 4 nhân 202 bằng 808. Đấy. Như vậy ta làm khá là nhanh. Cơ sở đáp án của con rồi thầy. Ừ. À, Lê Kim Ngân đúng, Cường Nguyễn đúng, Phạm Sơn Tùng đúng, Minh Chiết đúng, Xuân Trường đúng. Chính xác, rất tốt. Chúng ta làm tiếp. Thầy lấy ví dụ 3,1 chia cho 1,25 câu C. 3,1 chia cho 1,25. Rõ ràng nếu chia thì nó rất là phức tạp đúng không? Thì xem kết quả của con đi thầy. À, thầy nhìn thấy kết quả của Khánh Linh là chưa đúng. Bạn Lê Kim Ngân đúng. Bạn Gia Bách chưa đúng.
Bạn Thùy Linh chưa, à Thùy Linh đúng rồi. Bạn Đào Hải Yến đúng. Bạn Cường Nguyễn chưa đúng. Bạn Trọng Nghĩa đúng. Đông Hải đúng. Đỗ Thị Kim Ngân đúng. À đâu, Đỗ Thị Kim Ngân chưa đúng. Kiểm tra lại một chút xíu nữa. Kết quả của anh Châu đâu? Lại Hải Nam chưa đúng. Phạm Tấn Thành chưa đúng. Phạm Hà Linh chưa đúng. Xuân Trường đúng. Bạn là Biên Cương đâu rồi? Kết quả con đâu? Đọc cho thầy kết quả. Thầy em không biết comment. Không biết comment à? À, Đó, con đọc đang dùng cái gì, máy tính hay là smartphone? anh dùng điện thoại ạ. Dùng điện Smartphone thoại. thầy. À, như vậy thì bạn nào đang dùng điện thoại có thể chỉ cho bạn Biên Cương cách để comment không nào? Có dấu ba chấm đúng không? Bấm chút chat đi, có chút chút À, chat. có dấu ba chấm này, xong là con bấm vào chỗ chat này. Chấm chỗ nào thầy? Chat hay là Thế bà gì, hay chấm là có dấu ba đâu chấm cái ấy? chữ khác? Chữ À, gì? Chữ hình chữ nhật đi mà còn chị. có cái dấu ba Bấm chấm xong rồi là cái phone xong rồi bấm chat cái hoặc chữ là trao đổi à? số điện thoại ra thôi. Thế thôi Dễ mà. mà. Để xem kết quả con Dễ mà. đi. Con ra nhiều kết quả lắm đấy. Bạn là Vũ Sơn Tùng chưa đúng. Bạn Nguyễn Đông Hải cũng chưa đúng. Quách Con Lệ gửi Vân cho thầy cũng đi. chưa đúng. Đưa miệng đọc số bao nhiêu? 2, 4. Minh Chiết Cho cũng chưa đúng. con tính nó ra đúng À, được chưa? mình à đây rồi, Biên Cương đã comment được rồi, đã biết chưa? Rồi Rồi thế ạ. từ à, từ giờ biết được rồi đúng không? Thế thì khi À. nào mà ra ra kết quả là phải comment ngay nhé. Biên Dạ. Cương à, Biên Cương gần đúng thôi, chưa đúng. À, bây giờ để xem là các bạn sai những cái Thầy gì. Đây sắp con xếp. đúng chưa thầy? À, Con đúng chưa thầy? Tức bạn Đông là Hải đúng rồi. Bạn Minh Chiết chưa đúng, Sơn Tùng chưa đúng, Vũ Sơn Tùng chưa đúng. chín cộng thêm Nguyễn không Đông bằng Hải không chưa của đúng. thầy. Ơ, không có chat đâu Rồi các bạn trật tự một chút. Bây giờ ta viết cái này thành phân số thập phân đi. À, để sau này ta rút cái kinh nghiệm để ta làm nhá. 31 phần 10 mà chia cho 1,25, tức là chia cho 125 phần 100 thì ta nhân với 100 phần 125. Nhưng mà thầy thích 1.000 chia cơ. 1.000 chia nó thích hơn. Thầy viết thêm số 0 vào ở trên tử của cái này, tức là nhân nó với 10 và viết thêm một số 0 ở trên dưới mẫu, tức là nhân mẫu với 10. Đấy, tử nhân với 10, mẫu nhân với 10 coi như là hòa, đúng không? Và 10 1.000 chia thêm 125 chính là bằng 8. Đấy. Vậy thì các con chỉ cần lấy 31 nhân với 8 rồi chia cho 1.000 thôi. Đúng không? Bằng gì? Bằng 31 nhân 8 là 248. Và chia cho 100 chứ không phải 1.000 đã được 2,48. Bây giờ có một số bạn mà bị sai dấu, thầy hỏi con này. À, bạn à bạn Minh Chiết nào, Minh Chiết đã làm thế nào mà ra kết quả này hả Minh Chiết? Dạ con ra 2,5 tỷ con gắng làm cái cách mà thầy chỉ mình thêm thôi, khó cũng chia cách bình thường rồi ra 2,5. Ừ. À, 2,5 thì như thế nào mà ra 2,5 nhỉ? À. Có lấy 310 chia 125. À, tức là con cứ chia bình thường đó hả? Dạ. À, thế à. Cái cách chia bình thường ấy của con ấy là nó cũng tất nhiên cũng được thôi, nhưng mà nó không được nhanh. Đấy, nó không được thuận tiện. Và điều quan trọng là nó làm cho mình vừa vừa vất vả mà lại không chính xác, đúng không? Không chính xác. Thà là vất vả mà chính xác thì còn tốt, vất vả mà lại không chính xác. Đấy. Thế thì mình hãy tìm cách làm nào vừa đơn giản mà lại vừa chính xác. Đấy là thực hành mấy nhỉ? Thực hành 2 à? Thực hành 3.
1/3. Cũng tính thuận tiện các biểu thức sau đây. 0,336 chia cho 0,75. 0,75. Mời các con. À, thầy hỏi bạn Thanh Quang làm thế nào, Thanh Quang? Nó sinh ra đâu rồi? Con làm thế nào? À... con chả nhớ nữa. Con không nhớ làm cách nào thì đúng là đúng rồi. Bởi vì thầy nghi lắm. Bởi vì con làm theo cách nhanh nhất đúng không? Có phải không? Không, mà con làm rồi nháp mà thầy. Nháp à? Ừ. Hãy cố gắng làm. Nháp đầy đủ nha. Kết quả của con là nhanh nhất. À. Thanh Quang đúng. Bạn Đào Hải Yến gần đúng. Gia Bách chưa đúng. Nguyễn Thị Thùy Linh đúng. Nguyễn Đông Hải chính xác. Anh Châu ra kết quả trước. Thầy ơi, gồm ở đáp án thầy thấy chưa? À, Nguyễn Thị Thùy Linh đúng, Nguyễn Đông Hải đúng. Khánh Linh tặng thầy cái gì đấy à, Khánh Linh? Xuân Trường đúng, Vũ Xuân Tùng gần đúng. Con gửi sách tôi này, con nghĩ là con không biết làm. À, ta hãy viết nó thành phân số thập phân đi. Và rút gọn. Đi, ba không phải 336 chính là bằng 336 phần nghìn, phần 1000 chia cho 0,75. 0,75 thì chính là bằng gì nhỉ? 75 phần 100. Đấy. Thì ta viết thành nhân với phân số nghịch đảo của nó là nhân với 100 phần 75. Bây giờ các bạn hãy rút gọn cái này đi. 100 phần 75 này chúng ta rút gọn là thành chia cho cả tử và mẫu chia cho 25 thì mình còn 4/3. Bây giờ hãy rút gọn cái biểu thức này. Nó rất là đơn giản. Đến đây thì Khánh Linh có cần phải sticker nữa không? À, Khánh Linh. Em còn chưa biết nữa. Chưa biết à? Đấy. Cái sticker này đẹp hơn này. Làm đi. Xuân Trường chính xác. Vũ Xuân Tùng chưa đúng. Em đang làm. Lê Kim Ngân chính xác. Cường Nguyễn chính xác. Bạn Lại Hải Nam kết quả đâu? Chưa thấy. À... Biên Cương chính xác, Đào Hải Yến chính xác, Đỗ Thị Kim Ngân, à, kết quả này chưa đúng.
kết quả của Phương Minh đâu. Này, comment rồi lấy thầy kiểm tra kết quả của Trọng Thông đâu, Phạm Hà Linh, Phạm Đức Minh đâu rồi, con comment rồi. Duy Thăng đâu rồi, Anh Châu đâu rồi, chưa thấy. Đào Hải Yến đúng, Đỗ Thị Kim Ngân chưa đúng, Vũ Sơn Tùng đúng rồi, Khánh Linh, Khánh Linh chưa đúng, Minh Chết chưa đúng, Phạm Hà Linh cũng chưa đúng. À, sau khi mà thầy vừa viết nó thành phân số thập phân, chia cho 0,75 tức là chia cho 75/100, thầy viết nó thành nhân với phân số nghịch đảo là nhân với 100/75 và rút gọn 100/75 thành 4/3. Đây là ta đã chia cả tử và mẫu cho 25. Đấy. Thế thì cái biểu thức của ta còn là 336, con chia cho 3 thì mà được bao nhiêu ấy nhỉ? 336 chia cho 3 thì ta được mấy nhỉ Khánh Linh? Nhầm được không? 100 mấy đây? 112 đúng không? Rất là dễ nhầm. 336 chia cho 3, 3 chia 3 được 1, 3 chia 3 được 1, 6 chia 3 được 2, 112. 112 nhân với 4 chúng ta được là 448. Nhưng mà phải chia cho 1000. Vậy kết quả của ta là 0,448. Đấy, nó rất là đơn giản mà Khánh Linh. À, đây là cách nhanh nhất để giúp con làm vừa đỡ. Đấy, ta gọi là thuốc để chữa, để trị cái bệnh lười. Khánh Linh nhá. Không, anh rất gọn. Nếu như mà muốn chữa cái bệnh lười thì ta phải thông minh lên. Khánh Linh nghe chưa? Nhá, nếu muốn chữa bệnh lười thì mình phải sáng tạo lên thì mới chữa được. Đấy, vừa lười mà vừa không sáng tạo là không làm được đâu. À, Phương Linh và Quách Đại Vinh chính xác, rất tốt. Thầy mời các con làm tiếp bài một cái. Thầy ơi, điện thoại em có đúng 1% thầy ạ. Ừ. Phải chuẩn bị đầy đủ để mà học chứ. Dạ, tuy hơi trường là câu B. Câu B. Thầy có câu B là 0,0912 chia 0,15. 0,0912 chia cho 0,15. Nó khá là phức tạp nhưng hãy viết nó thành phân số thập phân. Các con sẽ thấy nó rất là đơn giản thôi. Em đúng chứ thầy? Đừng vội phấn kích như thế, nhớ đâu thầy bảo sai sao. Bạn Nghĩa đúng rồi. Bạn Gia Bách chưa đúng. Bạn Duy Thăng đúng rồi. Tiếp theo là bạn Thanh Quang, đúng rồi, chính xác. Bạn Nguyễn Thị Thủy Linh, chính xác. Bạn Đào Hải Yến, chính xác. À, có bạn nào cần thầy gợi ý không? Con, để con gửi kết quả lại thầy. Ừ. Bạn Phương Minh, chính xác. Bạn Minh Chiết, chính xác. Bạn Khánh Linh, gần đúng, chưa đúng. Bạn Phạm Hà Linh, cũng gần đúng. Bạn Nguyễn Đông Hải,
Chính xác, bạn Vũ Sơn Tùng chưa đúng. Bạn Quách Đại Vinh chưa đúng. Bạn Lê Kim Ngân đúng. Biên Cương có kết quả chưa? Phạm Sơn Tùng đâu? Kết quả đâu? Bạn Lại Hải Nam có kết quả chưa? Bạn Anh Châu kết quả con đâu? Bạn Cường Nguyễn chưa đúng. Bạn Xuân Trường chính xác. Thầy gợi ý để tính nhanh. Thực ra phép tính này thì mình tính thì cũng được, nhưng mà có điều là thôi thì ta thử đi xem có cách nào khác để tính nhanh không. Chúng ta sẽ viết nó dưới dạng phân số tập phân bằng 9 1 2 phần 1 0 0 0 0. Đấy, 4 số 0 nhá. Rồi, ta chia cho 0,15, tức là chia cho 15%. Mà muốn chia cho 15% thì ta nhân với phân số nghịch đảo của nó là nhân với 100 phần 15. Ta đi rút gọn là 100 phần 15 ấy, thì các con chia cả tử và mẫu cho 5. Các bạn sẽ được là trên tử còn 20, ở dưới mẫu còn 3. Thế đây là một cái phép tính rất là đơn giản. Để thầy viết lại phép tính này nhé. 9, 1, 2 này. Phần 1, 0, 0, 0, 0 này. Rồi nhân với 20 phần 3 này. Đấy. Thế trong phép tính này chúng ta có thể thực hiện phép chia với 3 trước. Được bao nhiêu nhân với 20? Chia ra cái này. Nó rất là đơn giản. Theo cách khác thầy. À, ví dụ cách nào? Thì lúc tiên con lấy 9 nhân thì con lấy là 9 3 9 là 12 chia 3 thành 3 để 4, còn 10 còn 15 đó thì chị chia 3 thành 5. Thì mình thấy là 15 chia cho 3 được 5, tức là thế nào? À, tức là con chia cả 3 được 5. Như thế nào nhỉ? Thì 100 phần 5 thì có lấy 15 đấy, thì con chia 3 được 5. Cũng là những cái cách tốt. Các con cứ sáng tạo và làm nhiều cách khác nhau, so sánh hiệu quả nó với nhau, xem là cách nào tốt nhất cho mình nhé. Rồi rút dần cái kinh nghiệm. Bạn là Cường Nguyễn kết quả chưa chính xác. Xuân Trường đúng. À, Biên Cương chưa đúng. Lại Hải Nam chưa đúng. Vũ Sơn Tùng cũng chưa đúng. Ô, đến cái phép tính này mà các bạn chưa tính được ấy hả? 912 chia cho 3 bằng mấy nhỉ? 912 chia cho 3 bằng mấy đấy? Bằng mấy nhỉ? 304 nha, 304. Bây giờ ta lấy 304, ta nhân với 2 thôi. Bởi vì 20 thì con bỏ một số 0 đi. Con nhân với 2 rồi con chia cho 1000 là xong. Đấy. 304 chia nhân với 2 thì bằng 608. Và khi chia cho 1000, ta đặt dấu phẩy vào phía trước của nó. Có dễ không? À, có dễ không? Hay con mấy cái quả con sửa lại rồi, con biết tại sao con sai rồi. À, Quyền Ngưỡng đúng, Cường Nguyễn đúng, Khánh Linh đúng. Khánh Linh biết vì sao? Vì sao nói thầy nghe xem nào. Vì con đặt lộn dấu phẩy, với lại con cũng đảo ngược, con quên đảo ngược cái là không, con biết là 0,15 hành là 15 phần, con quên tính đảo ngược. Thế thì con phải làm gì để đúng đây? Là con rút gọn cái 912 với Thôi được rồi, tạm thời thầy tin tưởng là con sẽ làm được. Tiếp theo chúng mình sẽ đi làm tiếp cho thầy cái bài thực hành tiếp theo. Bài thực hành 4 cũng là tính nhanh câu A. Ví dụ thế này, chẳng hạn như là một phẩy bốn và chia cho 3,5. Một phẩy bốn chia cho 3,5
Kết quả của bạn là Gia Bách chưa đúng, Vũ Sơn Tùng chưa đúng, Minh Chiết đúng, Đỗ Thị Kim Ngân đúng, Đào Hải Yến đúng, Nguyễn Thị Thùy Linh đúng, Quách Đại Vinh đúng, Lê Kim Ngân đúng, Phạm Đức Minh, Xuân Trường đúng. Hải Nam đúng, Khánh Linh chưa đúng, Phạm Hà Linh đúng. Minh Phương đúng. Anh Châu đâu con? Anh Châu đâu? Từ nãy đến giờ thầy chưa thấy kết quả con nhỉ? Anh Châu ơi. Trọng Nghĩa đúng. Chúng ta sẽ viết nó thành phân số thập phân bằng 14 phần 10 mà chia cho 35 phần 10. 35 phần 10 các con có thể rút gọn đi. Chia cả tử và mẫu cho 5 thì còn 7 phần 5, à 7 phần 2. Đấy. Và viết phép chia thành phép nhân với phân số nghịch đảo của nó, 14 phần 10 nhân với 2 phần 7. Đây rất là đơn giản. Các con chỉ cần lấy 14 chia cho 7 được 2. 2 nhân với 2 bằng 4 và chia cho 10 bằng 0,4. Rất là đơn giản. Thầy có rất khác thầy. À, bạn là anh Châu chưa đúng. Anh Châu phát hiện ra chỗ sai chưa? Như vậy Anh có Châu cái phát khác của con là thầy. à, như thế nào nào Em Minh Chiết? có chỗ tính anh theo kiểu Thì một nên em mới làm nhầm. ừ. Thì trước tiên là con thấy là thầy thấy cho 14 phần 10, 14 phần 10 với 10 phần 35 đó. Thì con lấy 14 với 35 con điều chi cho 7 được được 2 phần 5. 10 phần 5 được được là 2 nên 2 nhân 2 được Cũng được 2. nhá, cũng được. Tức là bản chất là con cũng giản ước đúng không? Câu B con chia cho thầy nhá. 0,36 mà chia cho 4,5. Vừa hết pin xong thầy ơi. Thầy nói rồi là phải chuẩn bị đầy đủ pin trước khi học. Và tốt nhất là cắm một cái sạc. Em đang cắm nữa rồi. Thầy xem kết quả nào. À, thầy nhận được một cơn mưa. Kết quả đúng. Từ bạn Trọng Nghĩa, bạn Minh Chiết, bạn Lê Kim Ngân, bạn Cường Nguyễn, bạn Nguyễn Thị Thùy Linh, bạn Quách Đại Vinh. Thầy ơi tránh sang ngon chim thầy. Bạn Đào Hải Yến. Đấy, bạn là Lại Hải Nam. Thế còn một số bạn mà thầy không đọc tên thì chưa đúng. Bạn Xuân Trường đúng rồi, chính xác. Chúng ta hãy viết nó thành phân số thập phân đi để tính cho nó nhanh. Thầy hỏi bạn Gia Bách là con đang làm thế nào ở Gia Bách? Gia Bách nào? Con không biết rồi. Con không biết thì ai biết hả Gia Bách? Tính bừa. Con tính bừa á? Tính như thế nào? Tính bừa là như nào?
À, ra bách. Con có thể viết được hai cái số này thành phân số thập phân không hả Gia Bách? Được đấy. Bằng gì? Bằng gì nhỉ? 0,36 thì bằng gì đấy? 36 phần 100. À, 36 phần 100. 36 phần 100. Chia cho gì đấy? 45 phần 10. 45 phần 10. Đấy. Rồi hãy viết nó dưới dạng là nhân với phân số nghịch đảo nào. Phép tính trở thành gì? 36 phần 100. 36 phần 100. Chưa cần phải phải chưa cần phải là giải ước, nhân với gì nhỉ? 45. À, thế nên ta giải ước thôi. Đấy. Các con có rất rất nhiều cách để giải ước. Đấy. Ví dụ như là các con cùng chia cả tử và mẫu 10 và 45 cho 2 cho 5 thì mình còn được là 2 phần 9. Rồi, 36 chia 9 bằng mấy nhỉ? 4 4 4 nhân 2 12 bằng 18 18 8 chia 100 bằng à, 7. không phải 08. Đấy. Có nhanh không? Em thầy em cũng ra kết quả tương tự như lúc lúc nãy rồi với gì đấy xem được có vẻ em đi Thầy ơi, con mê kết quả này. Như vậy Xuân Trường đúng, Phương Minh đúng, Biên Cương đúng, Vũ Sơn Tùng và Khánh Linh đúng. Rất tốt. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thầy sẽ cho một số bài tập khó hơn một tí nhá. Khó gì bể đầu chắc luôn thầy. Thực hành 5. Câu A. Khó hơn một tí đi. Hai mươi mốt phẩy bảy chia cho 1,4. Rồi. Mời các con. Em ơi thầy, cái này cách làm cũng tương tự như thực hành 4 phải không ạ thầy? Ừ. Cơ bản là tương tự. Thầy nhận được kết quả của bạn Trọng Nghĩa và Quách Đại Vinh. Chính xác, rất tốt. À, có một bạn kết quả của con là bảo Thầy ơi đảm làm em sẽ sai tiếp. Ừ. Bạn Thanh Quang chưa đúng, bạn Minh Chiết chính xác. Khánh Đinh chưa giống như đúng, bài kia rồi Đỗ thầy. Thị Kim Ngân đúng, Thanh Quang đúng, Lê Kim Ngân đúng, Phạm Hà Linh đúng, Lại Hải Nam chưa đúng, Thùy Linh đúng, Phương Minh chưa đúng, Biên Cương đúng. Bạn nào chưa đúng làm lại đi, sửa lại đi, kiểm tra lại đi. Ừ, chúng ta sẽ viết nó thành phân số thập phân. Bằng gì nhỉ? Thầy hỏi một bạn. À. Thầy nhờ bạn Phạm Sơn Tùng. Nào, cho thầy biết Vâng. nào. Ừ. Chúng ta sẽ biến đổi nó thành gì đây? Thành 217 phần 100. Hơn 100 à? Không, 10. Năm, mười. Chia Lúc cho này.
Rồi. 14 phần 10. Đúng rồi, chính xác. Tiếp theo. Tiếp theo làm gì? Bằng. Lấy 217 phần 10 nhân đảo ngược. Nhân với 10 phần 14. À, chính ngược. Xác. Rồi sao? Thành bằng 2170. 2170. Không chia cho cái này à? Phần 140. À, thế thì lại loanh quanh luẩn quẩn. Tiêu thế ạ. Đúng không? Thế tức là con lại lấy 2170 con chia cho 140. Thế thà là con lấy 217 con chia cho 14 có được không? Đúng không? Chúng ta không chia trực tiếp. Hãy rút gọn nó. Rút gọn nó. Chia cả từ và mẫu cho 2 ta được 5 phần mấy đây? 7. 21 217 chia cho 7. 21 chia cho 7 được 3. 7 à, 31. 31 nhân 5. Đúng không? 31 nhân 5 phần 10. Con nhìn thấy chưa? Hãy rút gọn, đừng nhân vào. Đấy, rút gọn đi mà. Thì ta được là bạn đây là 31 này. 31 nhân 5 bằng 155 và chia cho 10 thì ta được là 15,5. Có hiểu chưa? Nhá, chúng ta không không nhân vào rồi chia mà ta hãy tìm cách đi giảm ước. Thầy con sửa lại thầy. Tại sao vậy là thầy vừa nhận được rất là nhiều trong lúc thầy chữa bài thì thầy nhận được rất là nhiều bạn đúng. Khánh Linh, Xuân Trường, Phương Minh, Nguyễn Đông Hải. Đấy, vân vân, rất nhiều bạn. Câu tiếp theo. Đây là câu B này. Khó hơn một tí đi. 0,063 chia cho 0,84. 0,063 chia cho 0,84. Rồi, mời các con. Ối giời ơi. Tắt mic đi. Bạn nào ôn tắt mic đi. Chào chào. Kết quả đầu tiên chính xác thuộc về bạn Nguyễn Đông Hải. Rất tốt. Anh Châu xong chưa? Comment kết quả đi. Viết biến đổi đi, đừng ngồi. Đó, viết đi. Nháp đi. Bạn Thanh Quang chính xác. Bạn Minh Chiết chính xác. Bạn Phạm Tấn Thành gần đúng. Bạn Xuân Trường chính xác. Bạn Đào Hải Yến chính xác. Bạn Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa lòng hoàng vẫn chưa đúng. Bạn Lê Kim Ngân chính xác. Bạn Nguyễn Thị Thùy Linh chính xác. Bạn Phạm Hà Linh gần đúng. Bạn nào gần đúng thì kiểm tra lại đi. Em đúng chưa thầy? Bạn Phạm Tấn Thành chưa đúng. 63. Phạm Hà Linh chưa đúng. Thầy gợi ý tiếp. Chúng ta lại biến đổi nó thành là phép tính của phân số thập phân bằng 63 phần 100. 63 phần 100 chia cho 84 phần 100. 84 phần 100. Đấy. Bây giờ ta viết nó thành nhân với phân số nghịch đảo bằng 63. À, 63 phần 1000, thầy xin lỗi.
phần 1000 nhân với phân số nghịch đảo là 100 phần 84. Thế thì các bạn nhìn thấy ngay là 100 và 84 ấy, có thể rút gọn, có thể giản ước, chia quả tử và mẫu cho 4. Chia cho 4 thì trên tử là 100 chia 4 bằng 25. Còn dưới mẫu 84 chia cho 4 bằng 21. Đấy. Các con có thể nhìn ra một cái điều gì đó không? Đây thầy viết lại nhé. Sau khi rút gọn như này thì nó sẽ thành là 63 nhân với 25. Đấy. Phần gì? 1000 nhân với 21. Liệu có rút gọn được không? Cái gì có thể giải quyết được đây? Rút gọn được thầy. Rút gọn cái gì? Rút gọn cho 23 với 21. 23 23 cộng 3, 21 cộng 1. 23 ở đâu? 63 chia 21. 63 chia 21 cộng 3, 21 chia 21 cộng 1. 63 chia cho 21 thì bằng gì? Bằng 3. Đấy, đây là 25, không phải là 21 nha. Tiếp theo là gì? Tôi đừng có lấy 25 chia cho 1000 với 25, đừng có làm thế. Mà mình hãy lấy 3 nhân với 25 bằng mấy nhỉ? 3 nhân 25 bằng 75, rồi chia cho 1000. Chúng ta được kết quả thập phân là 0,075. Đấy, nó đơn giản hơn không? Em thưa thầy, đúng không nào? Em comment cho thầy từ lâu rồi. Trong lúc thầy đi, trong lúc thầy không đọc cái ô chat thì có một số bạn là đã đúng. Đấy là bạn Vũ Sơn Tùng, bạn Quách Đại Vinh, bạn Cường Nguyễn, bạn Khánh Linh và bạn Gia Bách. Chính xác, rất là tốt. Một bài nữa nhé. Làm bài cuối thầy xong cái là hết giờ luôn thầy. Còn 6 phút nữa. Đây, bài này. Đây. 0,767 chia cho 15,34. Đấy. Bạn nào đang ồn đấy? Thầy nhận được kết quả một số bạn chính xác. Đấy là bạn Đông Hải và bạn Lê Kim Ngân, rất tốt. Bạn Đào Hải Yến rất chính xác. Bạn là Trọng Nghĩa chính xác, Xuân Trường đúng. Nguyễn Thị Thùy Linh chính xác. Quách Đại Vinh đúng. Khánh Vinh, Khánh Linh. Khánh Linh kiểm tra lại một chút đi. Hà Linh đúng, Duy Thăng đúng, Minh Chiết đúng, Vũ Sơn Tùng đúng.
Khánh Linh thử kiểm tra lại cái dấu xem nào. Dấu phẩy nào. Con là hay ăn bớt dấu phẩy lắm. Ăn bớt chữ số lắm. Lại Hải Nam đúng. Rất tốt. Chúng ta sẽ đi viết nó thành phân số thập phân bằng 767 phần 1000. Rồi thầy viết nhân với phân số nghịch đảo của 1534 phần 100, tức là bằng nhân với 100 phần 1534. Đấy. Và thầy vô tình đi, coi như vô tình đi, thầy đi rút gọn cả tử và mẫu cho hai đi. Thì trên còn 50, ở dưới còn 767. Được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Được bao nhiêu nào? 767 này, với 767 này, chia tiêu với nhau này, chính là bằng 1 phần 1000, tức là 0,05. Đấy. Rất đơn giản. Như vậy, thầy nhắc lại các con nhé. Khi mà chúng ta gặp những cái phép tính, đừng hoảng hốt. Đấy. Những phép tính như thế này, đúng không? Có vẻ nó khó khó, nhưng đừng hoảng hốt. Bởi vì ẩn đâu đó nó sẽ có những cái đặc điểm mà giúp cho phép tính của chúng ta có những kết quả rất là đẹp. Đấy. Và những cách làm nó rất là đơn giản. Thế thì hãy chịu khó đi tìm đặc điểm của nó. Thế còn trường hợp mà nếu tìm mãi không ra đặc điểm gì, thì điều đấy có nghĩa là gì? Là các thầy cô bắt mình phải tính toán thật rồi. Thì phải chịu khó mà tính thôi, đúng không? Đấy, thế còn nếu mà tìm thấy đặc điểm thì chúng ta hãy tìm cách để làm cho nó tốt nhất. Tất cả những cái này, phương pháp tính thuận tiện này, nó có vô vàn rất là nhiều cái phương pháp, cái cách tính. Và bản thân các con, mỗi người trong quá trình học cũng sẽ tự sáng tạo và tích lũy cho mình những cái phương pháp. Đấy, tự các con nhé, phương pháp của riêng các con. Và sau này thậm chí là các con sẽ hình thành một nhóm, một hệ thống các phương pháp để các con truyền đạt lại cho những người khác, cho những thế hệ đi sau. Đấy. Và thầy rất mong thông qua cái bài này thì một mặt là giúp các con tính phép chia số thập phân. Nhưng mặt khác thầy muốn các con có thể là mở rộng hơn nữa. Lấy nó làm cái gọi là cái tức là cái bài học để mình mở rộng ra đối với các cái phép tính khác. Đấy, ví dụ như chia số tự nhiên này, đúng không? Rồi là chia phân số này. Đấy. Làm sao cho nó thuận tiện. Bài học của mình đến thời gian đến đây là hết. Thế thì còn thời gian còn lại thì thầy sẽ dành để trả lời các câu hỏi của các con. Bạn nào có câu hỏi gì thì sẽ trả lời câu hỏi nhé. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. Con chào thầy. Con chào thầy. Con chào thầy. Chào các con. Thầy kia xin trả lời một số câu hỏi của rồi các con trật tự một chút nhé. Thầy kia xin trả lời một số câu hỏi, một số vấn đề mà các bạn ở trên các kênh TikTok, Facebook và YouTube đặt ra đối với thầy Kiên. Cái thứ nhất là các bạn hỏi là thầy ơi, đăng ký học lớp 4 và lớp 5 học qua Zoom như thế nào? Cái bạn Xuân Trường đang có cái gì cho thầy xem đấy? Em được giải bằng cái bằng. Được giải gì con? Giải giải ba cấp huyện ạ. Giải ba cấp huyện tiếng của Anh, cái gì? Tiếng Anh ạ. Tiếng Anh à? Chúc mừng con. Chúc mừng con. Chúc mừng con nhá. Cố gắng tiếp tục phát huy nhá. Việc quay trở lại với câu hỏi của các bạn thì việc đăng ký, tức là hiện nay thì thầy Kiên đang có lớp 3, lớp 4 này, lớp 5 này và lớp 9. Đấy. Thế thì cái việc đăng ký thì nó cũng rất đơn giản thôi. Nhưng mà nó cần phải qua những một vài cái thủ tục về việc là đăng ký tên tuổi ấy. Thế thì các bạn quý phụ huynh hoặc là các bạn có thể là inbox trực tiếp ở fanpage Toán Thầy Kiên ở Facebook. Thì các bạn quản lý lớp học sẽ tư vấn thêm cho mọi người về việc đăng ký, về thời gian học vân vân. Và ngay cả thời gian live stream, các cái buổi live stream này
thì các bạn có thể là để lại danh sách để khi mà có các cái buổi live stream thì các anh chị quản lý lớp học sẽ thông báo cho các bạn. Một loạt câu hỏi liên quan đến việc là thầy Kiên đang có những lớp nào. Và hiện tại thì do là khá là bận cho nên thầy Kiên đang chỉ đang dạy lớp 4, lớp 5 qua Zoom và lớp 9 đấy, qua Zoom. Thế còn các lớp khác từ lớp 3, lớp 6 đến lớp 8 thì hiện tại thầy Kiên chưa có các cái lớp này, chưa sắp xếp được thời gian thì rất mong các bạn thông cảm. Tuy nhiên là thầy Kiên sẽ cố gắng ấy, là sẽ cố gắng có những cái bài toán hay ở dành cho các lớp 3, lớp 6, 7, 8 đấy, và các lớp 4, 5, 9, tất cả các lớp để các bạn có thể tham khảo và truyền cảm hứng thêm cho các bạn, hỗ trợ thêm các bạn trong quá trình học. Có khá là nhiều, 1, 2, 3, 4 câu hỏi. Cảm ơn thầy Kiên, dạy rất dễ hiểu, cảm ơn các bạn. Thực ra thì phương pháp của thầy Kiên ấy thì cũng có những cái đặc điểm là gần gũi với cái đấy, với các con đấy, nên là các con cũng khá là dễ hiểu. Có những cái thứ mà ví dụ như trong sách, trong tài liệu, ngay cả sách giáo khoa viết mà nó ví dụ như là nó bưng, nó hơi rộng lớn chẳng hạn, thì mình có thể cố gắng là làm sao đó cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn để các con dễ hiểu. Đấy thì đây chắc là câu hỏi của một cô giáo là thầy có thể truyền một cách dạy để học sinh dễ hiểu được hay không. Đấy thì thầy Kiên xin trao đổi lại như thế. Quan trọng nhất là gì, là mình như thế nào, tức là cái cách diễn đạt như thế nào đó cho nó gần gũi. Còn đôi khi mình cũng không cần phải quá cứng nhắc đâu. Đấy, kiêu kiêu một tí, kiểu thế, gần gũi, sát sát thì các con nghe dễ hiểu hơn. Cảm ơn cô giáo. Có một bạn hỏi là học qua Zoom thì gia đình cần phải trang bị những thiết bị gì cho con? Đấy. Có được ra bài tập về nhà không? Hỏi bài tập về nhà không? Thế đối với cái... đối với các lớp học qua Zoom ấy, thì các con cần được trang bị một cái, thứ nhất là thiết bị học thì cũng có thể là dùng máy tính bàn hoặc máy tính bảng, hoặc là thậm chí là nếu mà chúng ta có thể tạm dùng cái smartphone. Đấy, tuy nhiên là smartphone thì màn hình nó hơi bé, cho nên là thầy Kiên khuyến khích là các bạn có thể dùng các cái thiết bị nó màn hình lớn một chút để các con đỡ bị đau mắt, mỏi mắt và đỡ bị hỏng mắt. Thế các cái thiết bị này thì đều có thể học qua Zoom được. Đặc biệt là nếu mà dùng máy tính thì chúng ta cần có một cái webcam, bởi vì là webcam là bắt buộc đối với các lớp học để bảo đảm an toàn cho lớp học, để tránh trường hợp là có những người khác đấy, vào trong lớp học mà thầy Kiên không biết hoặc là đội ngũ trợ giảng không biết, cho nên là bắt buộc phải có webcam. Ngoài ra thì các con cần phải có một tai nghe, bởi vì nếu ta dùng cái loa ngoài ấy, thì rất có thể là khi vừa bật mic vừa bật loa thì nó sẽ tạo thành cái tiếng vọng của âm thanh, nó rất là khó chịu, cho nên là chúng ta cần một cái loa ngoài. Tất nhiên là có một số hệ thống thì không cần loa ngoài vẫn có thể vẫn ổn. Đối với các bài tập về nhà thì ở toán thầy Kiên thì giao bài tập về nhà cho con thông qua Classroom, một cái phần mềm Classroom là của hãng Google. Đấy. Thì đây là một cái phần mềm miễn phí thôi. Miễn phí cho cả giáo viên và cả học sinh. Đấy, và khá là tiện lợi trong việc là giao bài tập. Vì mỗi sau mỗi buổi học thì thầy Kiên giao bài tập cho các bạn. Thì sau đấy thì các bạn sẽ làm bài tập ở trên vở của mình, hoặc là in cái bài tập, cái tài liệu của thầy Kiên ra rồi làm, sau đó chụp ảnh bài tập gửi cho gửi vào Google Classroom, và thầy Kiên có thể chấm bài bình thường vậy, cũng có nhận xét chi tiết đấy, và cũng có cho điểm, rồi có nhận xét tổng thể
Đấy, và cái điểm đó sẽ được theo dõi, có thể tổng hợp lại để theo dõi được cái quá trình gọi là quá trình tiến bộ hoặc là cái quá trình học của các con. Đấy, có một số bạn thì có cái hỏi chi tiết hơn về một số bài toán, thì nếu bạn nào có các bài toán hỏi chi tiết hơn thì các bạn hãy để lại ở dưới các cái comment ở trong ở trên các kênh, thì nếu như đọc được các comment này thì thầy Kiên sẽ reply lại, trả lời lại cho các bạn đấy, nếu nếu như mà thầy có thời gian. Thế còn đối với một số bài mà dễ quá thì cũng kêu gọi mọi người ở trên fanpage Facebook là có thể là trả lời hộ cho nhau, bởi vì có những cái bài rất rất là dễ. Đấy, thì mong các bạn thông cảm, bởi vì thầy Kiên quỹ thời gian cũng rất là hạn chế. Rồi, cơ bản là những câu hỏi như vậy. Sau mỗi cái buổi live stream thì thầy Kiên rất muốn là các bạn có thể để lại những cái câu hỏi nếu có. Đấy, để có thể giải đáp và chúng ta tương tác với nhau để làm sao mong là giúp được cho các con tốt hơn trong cái việc học. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh, các bạn và toàn thể các con đã tham gia theo dõi cái live stream ở trên các kênh TikTok, Facebook và YouTube Toán Thầy Kiên, và xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Toán Thầy Kiên trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi live stream tiếp theo. Xin chào. Chúc các con một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé. Chào bạn Vinh, Vinh Bình Phương. Em chào thầy. Thế em hỏi câu này tí. Con nói đi. Thầy giải giúp em bài này được không ạ? Bốn người mua chung một tấm vải. Người thứ nhất mua 1 phần 2 tổng số 3. Ba người kia mua, người thứ hai mua 1 phần 3 tổng số 3 người kia mua, người thứ 3 mua 1 phần 4 tổng số 3 người kia mua, người thứ 4 mua 13 mét vải. Hỏi tấm vải đó dài bao nhiêu mét ạ? Thứ nhất là dữ kiện của con ấy. Ví dụ người thứ nhất mua bằng 1 phần 2 số vải 3 người kia mua. Có nghĩa là gì? Nếu xét theo số phần, người thứ nhất mấy phần? Người thứ nhất 1 phần. Thì ba người kia là 2 phần. Tổng cộng sẽ là 3 phần. 3 phần. Con tính được phân số chỉ người thứ nhất so với tổng số vải bằng mấy? Là bằng 1 phần 3. Đúng rồi, chính xác. Tương tự con sẽ tính được người thứ hai bằng mấy của tổng số vải? Người thứ hai bằng 1 phần 4. Đúng rồi. Người thứ ba? Bằng 1 phần 5. Vậy người thứ tư biết được không? Tính được không? Người thứ tư thì đã là 13 rồi ạ. Nhưng mà cái phân số chỉ số vải của người thứ tư có tính được không? Lấy tổng số đó trừ đi. Đúng rồi, chính xác. Như vậy con vừa biết phân số chỉ 13 mét. Vâng. Vậy con tính được tổng số vải không? Có. Ok, nhé. Thầy gợi ý thôi. Rồi, chào con. Chào các bạn.